mừng sinh nhật 5 tuổi của Bự mọi người ơi. Bây giờ thì Bự đã có một cái thương hiệu bán đồ thú cưng riêng rồi á, nên bây giờ là cứ quà sinh nhật là mắt của Bự sẽ lên lựa thôi. Mà cũng phải trả tiền cho con kế toán đó mọi người, chứ không phải là được free đâu. Và trong tất cả các món quà mà Bự được tặng á, thì mọi người biết là Bự thích cái gì nhất không? Nó thích đồ ăn nhất nha mọi người. Cứ lấy áo, lấy khăn, lấy gì nó không có thèm đâu. Tới cái đồ ăn á, nó nghe cái mùi á mọi người, thế là nó đòi thôi luôn. Và cái thứ hai mà nó thích nhất đó chính là con gấu bông này nè. Trời ơi, nó thấy một khác là nó tha đi mất tiêu. Và tất nhiên là mỗi năm á là Bự nó được ăn thịt bò nè, rồi có khi nó được ăn bánh kem, mỗi năm ăn bánh kem á mọi người, nó tiêu chảy thì bể luôn. Rồi có năm nó được ăn hộp vịt lộn, nhưng mà năm nay á là má của Bự đãi cái thức ăn hạt này, bởi vì con Bự nó rất là thích. Nữa thì cũng quảng cáo nhẹ đó mọi người, và một nửa thì thật sự là con Bự nhà mình nó thích ăn cái đồ ăn này nha. À, và đây là những cái quà tặng của nó nè. Đó, dễ thương không? Thì những cái đồ này á, con Bự nó mặc lên nhìn tiếu lắm mọi người, nhìn nó ôm mà nhìn nó dễ thương kinh khủng luôn. Và từ trước tới giờ nuôi Bự thì má của Bự cũng chỉ mong Bự là một cái chú chó thật sự hạnh phúc thôi, và thêm cái khỏe mạnh nữa. Nhưng mà mọi người nhìn đi, cái ánh mắt với lại cái tướng của nó thì cũng đủ hiểu là nó cũng rất là một chú chó rất là hạnh phúc rồi, đúng không mọi người?